Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Ngọc. Và nếu như mọi người thích video này hoặc là có những cảm nghĩ gì sau khi xem video thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên để lại nút like hoặc là share video, hoặc là nhớ là giúp cho kênh được phát triển hơn bằng cách là đăng ký, bấm vào nút đăng ký ở dưới này để có thể xem thêm nhiều cái video mới của Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.